giận chị em mà không ở lại, giận chị em mà sao chẳng nói. Đêm hội làng mưa xuân lắng mây, ta bồi hồi trong đêm chia tay. Ta yêu nhau ngàn năm vẫn đợi, giả thương anh ngập ngừng chẳng nói. Đêm hội làng mưa xuân lắng mây, em phải hận khi tay trong tay. Hello các bác và anh em nhá. Doãn Hưng vừa làm một đoạn karaoke, có thể nói tiếng quá là bay mượt các bạn. Tiếng rất là sang và sáng. Hát nó rất là nhẹ. Bộ dàn hôm nay Doãn Hưng ghép lối thì nó có giá là 21.100.000. Đấy. Do bác chủ nhà chưa có tivi nên là Doãn Hưng đã hát qua cái điện thoại này. Nãy giờ thì mạng nó đang tạm tịt các bạn. Đấy. Có những lúc nó bị giật giật, nó tạm dừng âm thanh một tí, đó là do mạng nó chưa noát hết ấy. Ở đây thì vẫn là cặp loa DMX. Như vậy là cái lô loa DMX của Doãn Hưng thì gần như là tất cả các khách hàng đến cửa hàng thì đều kết cái dòng loa này. Tại sao mà khách hàng cứ đến cửa hàng Doãn Hưng là các bác thích cái dòng loa này? Thứ nhất là form thùng nó đẹp, mẫu mã nó đẹp, chất thùng cân. Thứ hai là đời nó cao, đết của nó thì 2016, tức là chúng ta nhìn loa bãi mà nó đẹp như mới. Giá thành của nó so với loa mới thì nó rẻ hơn tới 2/3. Loa này nó chỉ có 10 triệu thôi. Không phải là Doãn Hưng đang có nhiều cái loa này mà quảng cáo được các bạn. Cái loa này thì em chỉ còn là một đôi nữa thôi nhá. Hôm trước là còn hai đôi, hôm nay còn một đôi nữa thôi. Cái loa này thì nói chung là hát karaoke thì tiếng nó cực bay sáng. Doãn Hưng đánh giá là và chia sẻ rồi, nó còn sáng hơn cả những cái dòng loa out center cơ. Và hát karaoke thì chúng ta quan trọng là phải cần tiếng bay và sáng nữa, đúng không ạ? Và tiếng bass của con này thì nó đánh rất chắc và gọn. Vì từ của nó là từ 20, côn 76. Đấy, bác chủ nhà này thì hôm nay là bác quan điểm là sắm đến đâu là được đến đấy. Ở đây thì bác đã sắm luôn con đẩy 3 kênh để mai kia này, này bòn tiền này làm luôn quả súp hơi 40 hoặc 50 đấy. Đấy, vì gian phòng ở đây thì nó cũng không rộng lắm. Đấy, cái này nếu chúng ta muốn đánh theo kiểu là thoáng không gian mở ra ngoài thì chúng ta mở cửa ra để cho nó thoát âm đấy. Còn không gian này thì kể cả chơi full 25 cũng được. Đấy, mà chơi như thế này tạm thời chưa cần súp cũng được, vì nếu mà chúng ta đóng cửa lại thì chúng ta có thể không cần súp, nhưng mà chúng ta mà mở hết cửa ra mà đánh mạnh thì chúng ta cần phải dùng súp. Cái bộ dàn này thì tất cả đều là các thiết bị hàng bãi chất lượng. Có con vang là vang X12 Pro các bạn. X12 Pro này thì Doãn Hưng đánh giá rất là cao. Đây là một dòng vang mới, đời cao cấp nhất của họ nhà X. Con này giá nó 3.6 triệu đây các bạn. Đấy. Một cái mẫu vang mà Doãn Hưng đã dùng để ghép dàn rất là nhiều từ trước Tết đến giờ. Đấy. Và mic thì vẫn là những cái dòng mic quen thuộc, Beyer vì tím đời cao 780 đến 2017. Tay da cá vàng gold. Tiếng rất là ngọt anh em nhé. Lập. Stop bay. Tiếng xì của nó rất tốt. 7 7 7 7 2 2 2 6 7 7 7 7 7 7. Doãn Hưng đã cài đặt theo không gian, theo loa, theo bộ dàn này. Còn bây giờ thì kể cả là anh em có ngồi bên cạnh loa hát cũng không vấn đề gì. Đấy, cái loa này nó sáng tiếng, nó khỏe tiếng, nó mạnh ấy. Nên là Doãn Hưng đã phải
hãm cái phần giải cần chép đi một chút. Đấy, bây giờ thì quá ok rồi. Nếu để bình thường như cài mặc định thì con loa này mạnh chắc dễ có thể ngồi gần, nó dễ dẫn đến rít, giảm những cái cần cao đi một chút, từ 8.000 trở lên chúng ta giảm đi một chút thì ok này. Bây giờ kể cả ngồi cạnh hoặc chĩa mic vào loa cũng không vấn đề gì. Lần con này thì nó hút mic rất là khỏe và hát nó nhẹ. Anh em tham khảo những bộ dàn như thế này thì liên hệ cho Doãn Hưng. Giá của bộ này nó chỉ có 21.100.000 này bạn. Loa DMX30 là 10 triệu đẩy, 3 kênh JD là 5.5 triệu, vang X12 Pro 3.6 triệu, Big Buyer vị tím 2 triệu. Một mức giá rất là hợp lý đúng không ạ? Tất cả đều là hàng di chuẩn, hát bao hay các bạn nhé. Bên em vẫn còn một ít cái dòng đẩy JD kia, 3 kênh kia, vang X12 Pro thì lúc nào cũng có để phục vụ các bác nhé. Big Bay ở vị tím vẫn còn một ít nữa, còn loa DMX em chỉ còn một đôi nữa thôi. Bác có nhu cầu liên hệ, không thì các bác ấy tìm hiểu sang những cái dòng loa khác. Thôi các bác nhé, Doãn Hưng xin chào và hẹn gặp lại các bác. Xem video nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Các bác chấm tặng Doãn Hưng xin nút like nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của Doãn Hưng.